phải giới thiệu cho mọi người coi là xe ben đi cầu khỉ nha. Giờ lúng quá, không có xe cố hỗ trợ nên xe ben rót hai cái dầm này lần đi vô luôn. Rồi thử các bạn. Mạnh lên. Nghe không, càng chỉnh vô. Hay là đi tới xíu chỉnh không? Vậy luôn. Mấy nữa? Mấy nữa? Rồi bên đây chắc bên được rồi đó. Bên dư cỡ chừng cái 4-5 tấc á. 3-4 tấc á. Gieo quá sao bắt đầu quá, hơi ben được không? Đến đây. Thì giờ ben xin lại đi, nếu trong lúc em. Ben đi. Bởi nguy hiểm quá anh ơi, mấy công đi chặt cây là lúng nó chưa. Vậy là quá khéo rồi. Rồi, thế là bằng xong phim nha mọi người. Không có mấy dáng là thiên phú à. Không có ai cái dầm này là lúng bánh à. Rồi, ra luôn. Rồi, hay quá. Rồi, hạ ben luôn anh ơi. Rồi, kết thúc màn chương trình xe ben đi cầu khỉ nha. Rồi, ok, cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Hẹn gặp lại những video khác.